Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin nóng 24 giờ của truyền hình Pháp luật Việt Nam. Hôm nay, ngày 23 tháng 4, bản tin của chúng tôi sẽ truyền tải đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc lần thứ 7. Khai trương phố đêm Hoàng Thành Huế. Thành phố Hồ Chí Minh mô hình tháp 3 tầng chăm sóc sức khỏe người dân hậu COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mở thêm 36 tuyến xe buýt. Hàng không tăng chỗ, bay đêm phục vụ cho du lịch nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ thăm Nga và Ukraine thúc đẩy hòa đàm. Thượng Hải ghi nhận thêm 12 ca tử vong, chiến thuật Zero Covid bị đặt nghi vấn. EC cho phép các doanh nghiệp mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Kính thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nóng 24 giờ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin nóng lần sau với các thông tin cập nhật nổi bật trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đồng hành với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.